Thảo Nơ nha. Mọi người, lại là mình Vi đây và chào mừng mọi người đã quay trở lại với channel của mình. Video hôm nay sẽ là một daily vlog nho nhỏ về một ngày đi chụp ảnh cùng hội bạn thân với tôi. Chuyện là Hà Nội cũng đã bước vào mùa thu rồi, cũng là mùa đẹp nhất trong năm. Thế nên là mình cùng mấy đứa bạn cấp 3 có rủ nhau đi chụp ảnh áo dài. Đúng kiểu bình thường thì cãi nhau chỉ chóe thôi nhưng mà cũng yêu nha. Tối nay thì mình có hẹn sang nhà bạn ngủ để sáng mai hay được make up chuẩn bị chung cho vui. Trộm vía là phòng rộng rãi mà siêu thoáng. Cuối cùng thì bạn mình nó cũng chấm dứt cái kiếp nạn một năm chuyển trọ 4 lần rồi mọi người ạ. Đúng kiểu kiếp nạn sinh viên luôn. Nay thì tụi mình ăn trứng luộc và ngô luộc. Đúng chuẩn style nhà còn gì ăn đấy ấy, nhưng mà siêu ngon. Không hiểu sao nhá, nhưng mà mình thấy là sang nhà bạn ăn gì cũng thấy ngon hơn bình thường ấy. Chắc là do tâm trạng vui vẻ nên là mình ăn uống cũng thấy ngon hơn. Và từ ngày bạn mình nó chuyển sang nhà mới thì mình cũng chưa sang thăm nó bao giờ. Thế nên mình sẽ coi đây như là ăn tân gia luôn. Từ lúc mà sôi là 9 phút là sẽ được cho lòng đào. Dạ, ta hay luộc 7-8 phút. 8 phút thì lòng đào sẽ rõ hơn ạ. Ừ. Nhưng mà tao sợ mày không quay ra lòng đào nên là tao cứ luộc kỹ hơn một tí. Cũng ngon. Nhưng mà người có thể thấy thì hôm nay cái outlook make up của mình nó có vẻ đậm hơn bình thường một xíu đúng không? Với cả là mình cũng làm tóc rất là chỉn chu nữa. Bởi vì là lát nữa thì mình sẽ có lịch đi chụp ảnh với mấy đứa bạn cấp 3. Trời ơi, kiểu hẹn nhau hẹn tới hẹn lui rồi đến hôm nay mình chốt được cái lịch ấy. Và như mọi người có thể thấy thì bên cạnh mình đang có một cái gói quà rất là to đúng không? Cái này thì mình đã đặt khoảng 3-4 ngày trước rồi và mình rất là hào hức để có thể unbox cho mọi người xem. Đây là một phần thưởng mà mình tự dành cho chính mình vì đã hoàn thành xong tất cả các môn thi giữa kỳ. Nhìn cái túi rất là xinh mọi người ạ. Xin lỗi mọi người, hôm nay mình đang kiểu hơi đau họng ấy, thế nên là nó sẽ hơi khàn một xíu. Trời ơi, xinh lắm ấy mọi người ơi. Mình không nghĩ là người ta lại gói đẹp như thế này. Thảo Nơ nha. Ta-da. Ở trong này thì có rất là nhiều thiệp và có một cái thẻ thẻ cảm ơn. Đó, nhìn rất là xinh. Và ta-da, đây chính là cái phần chính của ngày hôm nay. Chúng mình có một chai nước hoa. Cái em này mình mua thì là mùi First Date 01 của nhà Cốt Deco. Mình sẽ xịt một ít ra cổ tay. Có một vài cái hương mà mình có thể nhận ra, ví dụ như là hương gỗ này, hương tuyết tùng, hương vỏ cam, hương hoa nhài. Đó, nó kết hợp với nhau tạo ra một cái mùi cực kỳ cozy với cả là ấm áp luôn. Và mình nghĩ là đây sẽ là một trong những cái mùi mà có thể mình sẽ dùng khá là nhiều trong mùa đông năm nay. Recommend nên mua nha mọi người ơi. Tụi tôi hẹn nhau lúc 7 giờ đi chụp ảnh. Và đây vẫn là tụi tôi lúc 8 rưỡi nha. Trời ơi, lúc này thì bọn mình mới ăn bánh mì xong và đang ngồi make up để chuẩn bị đi chụp. Có mấy đứa con gái thôi nhìn bày bừa quá trời ấy mọi người. Và tôi thì cũng đã thay áo dài luôn rồi. Ban đầu thì mình định thuê áo dài kiểu truyền thống nhưng mà chọn hoài không ưng cái nào ấy. Thế nên là quyết định thuê áo dài cách tân luôn. Em này thì mình thuê ở dứa concept với giá là 150.000 trên một ngày. Nhìn cũng khá là xinh đúng không? Đó, cái mẫu này là cái mẫu ban đầu mình định thuê mọi người ạ. Nhưng mà mình thấy là cái màu đỏ mặc lên nó nổi hơn. Thế nên là vẫn quyết định chọn màu đỏ. Về make up thì hôm nay mình vẫn chọn tông hồng nha. Tuy nhiên thì mình sẽ cố gắng là make đậm hơn một xíu. Bởi vì là kiểu lên ảnh ấy nó sẽ bị mờ đi cái lớp make up rất là nhiều. Nhất là cái phần son môi thì mình sẽ cố gắng là đánh đậm hơn một xíu nhìn cho nó nổi. Với cả là lên ảnh sẽ nét và đẹp hơn. Make up xong thì tụi mình ra check lại máy ảnh để xem là ánh sáng và màu sắc đã ổn chưa. Hôm nay thì tụi mình chụp bằng máy Canon 700D. Máy này thì màu sắc nó sẽ không quá sáng ấy, nhưng mà kiểu chụp cổ điển, cổ kính các thứ thì cũng khá là hợp. Ông quên mang mic rồi. Mic. Nhìn cái make up này ra nắng nó đúng kiểu nổi ấy mọi người. Nó rất là hợp với cái áo dài màu đỏ của tụi mình hôm nay luôn. Và hôm nay do là tụi tôi make up với cả mặc áo dài cũng khó di chuyển ấy, thế nên là đã quyết định búc xanh để đi. Mà khổ nỗi là nhà mình ở trong ngõ nhỏ nên là phải đi bộ tít ra đầu ngõ mọi người ạ. Nhưng mà không sao, bởi vì là trong lúc chờ anh xanh SM đến thì tụi mình đã chụp được 7749 cái locket khá là xinh rồi. Cũng gọi là một khởi đầu thành công đúng không? Mọi người có công nhận với mình là Hà Nội mùa này siêu đẹp không? Nhìn nó rất là thơ luôn đúng không? Đó, sáng nay lúc mình ngủ dậy thì mình thấy trời hơi âm u. Xong mình kiểu, thôi xong kiểu này thế nào thì nó cũng mưa, làm sao mà đi chụp ảnh được. Nhưng mà trộm vía là lúc bọn mình make up với cả là chụp ảnh xong thì trời bắt đầu hửng nắng. Xong đến trưa thì kiểu, ôi trời nó siêu đẹp ấy mọi người. Nắng nhẹ nhàng nha, xong rồi kiểu mát mẻ ấy. Đó, nói chung là rất hợp lý để đi chụp ảnh luôn.
mới tháng 11 thôi nhưng mà mình ra Hồ Gươm ấy đã thấy rất là nhiều những cái nàng thơ sắm sửa áo dài để chụp ảnh cho Tết rồi mọi người ạ. Bởi vì đến Tết thì sẽ rất là đông ấy, với cả là thời tiết cũng lạnh thì chúng mình sẽ không thể nào mặc mấy cái mẫu cách tân kiểu như này được, nên là cứ chụp trước một bộ đã rồi có gì đến Tết thích thì lại chụp tiếp, đúng không? Quá là đơn giản luôn. Ban đầu chúng mình định rủ nhau là chụp ảnh xong sẽ đi dạo ngắm phố phường kiểu chiêu chiêu thơ thơ đồ á. Nhưng mà kết quả là chụp xong phát mình thấy đứa nào cũng mệt mỏi dã rời. Thế nên là chúng mình quyết định đi ăn một cây kem Tràng Tiền, sau đó thì đi về nhà luôn để nghỉ ngơi. Kiểu đến Hồ Gươm rồi mà không ăn kem Tràng Tiền thì sẽ rất là thiếu sót đúng không? Và đó là ký sự về một buổi sáng đi chụp ảnh không thể nào vô tri hơn của tụi tui. Chiều nay thì mình vẫn có ca học nên là bây giờ mình phải đi về để chuẩn bị đi học thôi. Và giờ thì bye.